Các bạn thân mến nhé, ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở trong một cái đám cưới của đôi bạn trẻ người dân tộc Dao Tuyển các bạn ạ. Thì ngày hôm nay theo như cái lời hứa khi mà đôi bạn trẻ ấy đến sử dụng dịch vụ chụp ảnh cưới ở bên mình, thì mình đã hứa là lên để ghi hình trong cái buổi lễ của lễ cưới của hai bạn ấy. Thì bây giờ thì Sơn đã có mặt ở đây rồi, và cái quá trình đường đi vào trong nhà cô dâu cũng khá là khó đi các bạn ạ. Bởi vì là mấy ngày hôm qua thì thời tiết nó đang mưa lũ, cho nên là nó đường nó cũng bị sói lở rất là nhiều. Thì bây giờ thì Sơn cũng đã lên đến cổng rồi. Có nghe thấy tiếng nhạc của các MC ca sĩ đang hát ở bên trong rồi. Và bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển vào bên trong để xem cô dâu chú rể ở đâu, và mình sẽ đứng cùng cô dâu chú rể để lưu lại những cái tấm hình, những cái hình ảnh tuyệt vời nhất và truyền tải để cho các bạn xem nhé. Đây rồi, mình đã di chuyển vào bên trong. Phong cảnh ở đây thì cũng theo như Sơn quan sát thấy cũng khá là đẹp các bạn ạ. Núi rừng ở bên kia thì có cả núi đá kìa các bạn kìa. Núi đá có những vách đá trông cũng khá là hùng vĩ luôn. Còn đây rồi, rạp cưới ngay ở bên trong đây rồi. Cũng khá là đông khách. Đây chắc là cũng là dân bản thôi. Dân bản cũng chào anh nhá. Đây chắc là anh là bên bàn tiếp khách à? Vâng. À, vâng. Còn xe bên trong thì thấy có một số các thanh niên và một số các cô gái đang chắc là đi ăn cỗ. Đây. Chào mấy chị em nhá. Mấy chị em là đi ăn cỗ à? Không, đi làm bếp. À, làm bếp á? Thế là người nhà cô dâu à? Người nhà cô dâu, người trong làng nữa gì? Về trong làng thì là mình đến làm giúp à? À thế à? Thế bây giờ là quá trình là làm bếp các thứ, là cỗ bàn các thứ xong hết chưa? Xong hết rồi ạ. Xong hết. Chỉ có khách mời đến là ăn thôi. Ồ, bây giờ là mình nghỉ ngơi một lát rồi xong rồi và ra là tiếp khách nữa thôi đúng không? Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hiện tại hôm nay thì Sơn đang có mặt ở một cái đám cưới của đôi bạn trẻ đây. Bên tay phải của Sơn là chú rể, còn đây là cô dâu. Thì cái đám cưới ngày hôm nay rất là đặc biệt, bởi vì hai bạn ấy đều là người Dao Tuyển hết các bạn ạ. Thì ngày hôm nay thì Sơn sẽ ghi lại toàn cảnh cái đám cưới của đôi bạn trẻ này, và Sơn xem là có những cái gì nó đặc biệt của người Dao Tuyển. Thì Sơn sẽ ghi hình và truyền tải lên để cho mọi người cùng biết đến cái nét văn hóa của người đồng bào cũng như là người dân tộc Dao Tuyển có những gì nó đặc biệt, nó hay. Thì Sơn sẽ ghi và truyền tải cho các bạn xem nhá. Đây là chú rể. Chú rể là sinh năm bao nhiêu em? Em 98. À, chú rể sinh năm 98. Còn cô dâu sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 2001. À, cô dâu 2K1 các bạn ạ. Anh nghe nói là hai vợ chồng có con rồi đúng không? Vâng. Nhưng mà con đâu rồi? Đây thì là cháu rồi đúng không? Vâng, em đấy. Thế đâu, thế con mình đâu? Con ngủ rồi. À, con ngủ rồi à? Thôi được rồi. Hai bạn ấy thì đã có con từ trước rồi, nhưng mà vì cái quá trình thời gian qua là vì dịch bệnh ấy, dịch bệnh Covid, cho nên là chưa tổ chức cưới được. Thì ngày hôm nay thì bắt đầu mới có cơ hội để làm gọi là cái lễ vu quy này. Thì ngày hôm nay thì Sơn sẽ ghi lại hình ảnh của đôi bạn trẻ này và tất cả không gian cái đám cưới này để truyền tải cho các bạn xem. Đây thì là tất cả những người là trong kiểu như là ban tiếp khách này các bạn này. Mấy người đồng bào, người Dao Tuyển họ rất là xinh. Đây, không biết là hai cô, là có cô nào là mẹ của cô dâu không? Đây à, cô là mẹ của cô dâu à? Ôi, hôm nay cô mặc bộ trang phục của người Dao này trông đẹp quá nhở. Còn thế còn hai cô này là như thế nào? Hai cô này là anh em à? Thế là... À, em cô thấy là còn cô là cũng em cô à? À, bà Thím. Đây là bà Thím đúng không? Còn đây là bà cô. À vâng, cảm ơn các cô nhá. Bây giờ thì Sơn đang tiếp cận với một anh chủ đạo về món thắng cố. Món thắng cố này là sẽ được phục vụ trong lễ cưới của đôi bạn trẻ đấy các bạn nhé. Đây, cho các bạn quan sát về cái món thắng cố này một xíu này. Thắng cố thì nó là đặc sản của quê hương Bắc Hà rồi. Thế nhưng trong đám cưới ngày hôm nay thì như các bạn quan sát đây này, nó rất là tuyệt vời, nó rất là ngon. Đấy. Ui, thôi được, cái này thì thôi lát nữa vào cỗ thì mình sẽ thử thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ hỏi thăm anh chỉ đạo món thắng cố này một chút các bạn ạ. Em chào anh nhá. Chào chú. Anh trai là đang
anh là người nấu món này luôn đúng không ạ? Đúng rồi, được sự ủy quyền của gia đình thì mình phụ trách nấu món thắng cố. Dạ vâng ạ. Để phục vụ đám cưới cho hai cháu. Vâng. À, cái món thắng cố này thì như mình hôm nay nấu đây thì là nó bao gồm là những phụ kiện gì vào anh? Về phụ kiện thì bao gồm có thảo quả này, ngũ vị hương và gừng. Rồi như nhìn thấy ấy, cái món xanh xanh này đó là rau mùi tàu với rau răng cưa ấy. Gọi là rau răng cưa. Vâng. Thế ngoài ra có cả củ sả, hoa hồi, quế. À, cái món này thì mình nấu có mất thời gian lâu không anh nhỉ? Thì về thời gian thì nó phụ thuộc vào độ tuổi của con ngựa hay là con nghé. Nếu mà con ngựa, con nghé nó già thì chúng ta sẽ phải thời gian ninh nó sẽ phải lâu hơn. Thế còn như con này nó rơi vào tầm độ khoảng 2 tuổi rưỡi thì thời gian nấu nó chỉ khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Vâng. Thế là đây là ngựa hay là nghé anh? Đây là nghé. À, nấu nghé. giả thắng cố ngựa. Rồi, nghé nấu giả thắng cố ngựa. Nhưng theo như quan sát của em thì em thấy là nó khá là hấp dẫn rồi. Nhìn có vẻ là rất là ngon. Đấy, như mọi người quan sát đấy, khi mà chúng ta lên tham gia những đám cưới ở trên vùng cao này thì sẽ được thưởng thức rất là nhiều những cái món ăn rất là ngon, rất là lạ, độc lạ đấy, ở vùng cao. Rồi, em cảm ơn anh nhiều nhá. Bây giờ thì Sơn đang di chuyển vào bên trong ngôi nhà của cô dâu để xem là cái lễ cúng của người đồng bào Dao Tuyển khi đi lấy chồng các thứ sẽ ở đâu, và mình sẽ ngó nghiêng một chút thế này. Chào các cô chị nhá. Đây, các cô chị là toàn là người nhà của cô dâu đấy ạ. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở trong một đây là một cái chiếu đồ lễ của người đồng bào Dao Tuyển khi mà tham dự những cái đám cưới, những cái ngày lễ này thì nó sẽ có những cái món nghi lễ như thế này các bạn ạ. Chú ơi, chú cho cháu hỏi một chút thì những cái đồ lễ đây thì là nó bao gồm là những cái gì và ý nghĩa của nó là như thế nào ạ? Thì chú có thể cho cháu biết được không ạ? Vâng ạ, chú xin phép để giới thiệu để cho cháu. Nhưng mà cái bản sắc dân tộc Dao Tuyển thì khi đón dâu mà ý nghĩa đấy là cấp đôi gái trai thì để kết duyên thành đôi. Thì dạ, từ xưa thì nó các cụ thì nó phải bày để đủ 12 nghi lễ. Vâng ạ. Đấy, để bên trai để đón dâu bên nhà trai, xong ở bên nhà gái thì cứ ngồi mà đợi đến nhận, để chờ đợi đến bên nhà trai để tiếp đón. À vâng. Thì có nghĩa là đây là những cái này, là những cái nó sẽ có cái những cái ý nghĩa gì, chú có thể nói rõ cho cháu và mọi người được biết đến là những ví dụ như là những cái gói giấy hồng đây này và những cái cuốn các thứ đây, đồng tiền đây, thì chú có thể nói chi tiết cụ thể hơn một chút để cho cháu và mọi người cùng được biết không ạ? Vâng ạ, đây cái món này là món nhỏ nhất này nhé. Đây, cái này là cái hồng mấy cái màu xanh gói kèm theo cái đồng tiền ghém ấy, là cái là hồng 12 hồng lễ. Đấy, để đủ 12 hồng lễ. Rồi thì bên này là một gói là muối, là một gói là đồng tiền ghém này. Vâng. Đây là một gói là chè này. Dạ. Đây là cái chầu này. Dạ. Đấy, đây là mấy gói này là tiền giấy này. À, đấy, cái gói để tiền giấy. Để một tí nữa rồi thì bên nhà trai lại tiếp đón sang, là có bên nhà gái là tiếp đón, là có mấy cô mấy gái là tiếp đón, là hát hò đối đáp với nhau. Dạ. Đấy, đón khách. Đấy, okay. Là chia lấy cái trong này cái khoản tiền này là có, ví dụ là có 1-2 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn gì đó. Dạ. Là chia nhau cho mấy cô đang hát đón ở bên nhà trai đón dâu. Vâng. Thế cái lễ này thì là của bên nhà trai đem sang ạ, hay là của bên nhà gái? Bên nhà trai đem sang ạ. À, cái lễ này là của bên nhà trai vâng đem ạ. Sang. Vâng. Thì đây là bên nhà gái, nhà mình là bên nhà gái đúng không? Vâng. Thì nhà mình sẽ nhận những cái lễ này. Vâng. Vâng. Và sau đó thì vào buổi tối thì sẽ bên nhà trai và nhà gái thì sẽ kiểu như là hát giao duyên đấy, phải không ạ? Vâng ạ.
Đấy là hát gia tiên tiếp đó. Sau, vâng, sau khi ăn cỗ rồi mình thắp hương gia tiên các thứ thì buổi tối thì sẽ hát giao duyên giữa hai bên. Vâng. Hai họ, nhà trai và nhà gái. Vâng. Cái quá trình thời gian hát giao duyên này thì kéo dài khoảng bao nhiêu thời gian ạ? Nó vào tùy theo thôi. Nhưng mà nếu các chủ nó có điều kiện thì nó cũng ngày xưa thì nó lâu cũng lâu ngày, nhưng mà bây giờ xã hội nó cũng có mà tiết kiệm thì do chủ yêu cầu. Nếu ví dụ là hôm nay ấy, nhưng mà tiếp đón nhà bên nhà trai và nhà gái thì hát đáp đối với nhau là từ giờ này là đến tí đến sáng ngày mai. À, có nghĩa là hát từ tối cho đến sáng luôn. Vâng, đấy ạ. Vâng ạ. À, vâng. Đúng là một cái phong tục của người giao tuyển rất vâng, là hay. Vâng. Mà bây giờ theo bây giờ thì vẫn phải giữ lại những cái nét văn hóa đó đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Mới cho cháu hỏi thêm một chút thì cháu có thấy một điều nó hơi khác biệt so với người đồng bào Kinh ấy, người dân tộc Kinh ấy. Vâng ạ. Thì chú là bên nhà gái rồi đúng không ạ? Vâng. À vâng. Thì còn đây như là các chú ấy ở mấy anh thanh niên là của bên nhà trai đúng không ạ? Vâng. Thì cháu thấy là hình như là bên nhà gái như mình đang tiếp bên nhà trai là không phải bằng nước chè hay là nước trắng nữa mà hình như là đó là rượu có phải không ạ? Vâng ạ. Vâng. Thì đây như mọi người quan sát thấy đây thì là mỗi người sẽ có một cái bát rượu như thế này khi mà bên nhà trai sang bên nhà gái để gọi là chào lễ các thứ thì bên nhà gái sẽ tiếp rượu bên nhà trai. Tiếp rượu nhá, mỗi người sẽ uống rượu, uống một bát các bạn nhá. Đó, và những cái nghi lễ đây. Nghi lễ thì như các bạn đã quan sát thấy đấy, thì bao gồm là những cái gói tiền giấy này, còn châu tiền cao. Châu cao, đồng xu sẽ được gói vào như thế này. Và sau đó là khi bên nhà trai nhận rồi thì mọi hình thức, tất cả các thứ xong thì buổi tối sẽ có những cuộc giao lưu hát giao duyên giữa bên nhà trai và nhà gái. Dạ vâng, thôi thì cháu cảm ơn các chú nhá. Vâng ạ. Cháu cũng xin thay mặt cho hiệu ảnh Phú Gia và anh em làm YouTube của cháu. Nam ơi, bên nhà trai xin chúc cho đại gia đình nhà mình hai bên được trăm năm hạnh phúc và có một sức khỏe dồi dào nhá. Đấy, rất là cảm ơn. Một hình thức rất là tuyệt vời các bạn nhá. Cảm ơn. Làm phú nhá, không đủ. Đây là các cô, các chị bên họ nhà gái các bạn ạ. Toàn người xinh thôi. Chào các cô nhá. Ê, chào hai bạn gái nhá. Hai bạn gái trông xinh quá. Thế mình có phải người Dao không? Hay là mình là người đồng bào khác vậy chị? Cũng người Dao luôn á. Vâng. Thế hôm nay là mình là anh em ở bên nhà cô dâu đúng không? Thế à, đang trong khâu phục vụ nhà bếp à? À, phục vụ bếp gì? Vâng, cảm ơn chị nhá. Đang tiếp đón mọi người đi vào ăn cỗ các bạn ạ. Chào các cô nhá. Các cô đi ăn cỗ à? Ê, con gái ơi. Giơ tay chào, giơ tay chào. Xin chào nhá. Hai bên chính quyền địa phương, sự quan tâm thương mến của hai bên gia đình. Tại Phú Gia, gia đình nhà gái chúng tôi đã chọn được ngày lại khá tốt để tổ chức tiệc cưới đại lễ phục quy, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho bạn trẻ trong ngày hạnh phúc hôm nay. Mời sự diện của phái đoàn gia đình nhà trai, phái đoàn gia đình nhà gái sau khi hoàn thiện các thủ tục gia tiên ở hôn trường trong. Xin được trân trọng kính mời hai phái đoàn chúng ta sẽ cùng hiện diện về với vị trí danh dự của mình. Hãy cùng dự và chứng kiến chúc mừng đại lễ phục quy, mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ sẽ chính thức được bắt đầu. Xin được trân trọng và trân trọng kính mời các quý vị. Bây giờ ở trong này thì bên họ nhà gái là đang chuẩn bị những cái lễ cúng. Những cái lễ cúng này là gọi là lễ cúng gia tiên có phải không ạ ông?
À, đây là mình chuẩn bị cúng gia tiên. Cúng gia tiên đấy. Dạ vâng, thì những cái lễ cúng này là bao gồm là chỉ có gà và gạo này thôi à ông? Vâng, thế thôi. Vâng, gà. Thì thế này thôi. Vâng, gà, gạo và rượu. Vâng. Thế còn đây là những cái giấy này thì là cái mùi tiên của tiên của tổ tiên. À, cái tên 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 của tổ tiên nhà mình nhá. Mùi về nó đại diện cái đạn rồi đám này. Có nghĩa là mình ghi tên của người trong tổ tiên nhà mình về để chứng nhận những cái lễ này của cái lễ của đám cưới này. À, dạ vâng ạ. Thì cái phong tục này thì bắt buộc là phải có rồi. Phải có thế. Dạ vâng ạ, con cảm ơn ông nhá. Ở bên trong này thì Sơn thấy có những cái kiểu như là giấy màu dán lên và viết chữ nho pháp ấy. Thì mình cũng chưa biết nó là cái gì, thì bây giờ Sơn sẽ hỏi chú. Chú làm ơn cho cháu hỏi một xíu là những cái giấy mà dán trên tường kia thì nó mang lại cái ý nghĩa gì hả chú? Ý nghĩa là bên này là gia đình ở bên nhà gái, tức là quan viên ở bên gia đình nhà gái là có những người các ông thầy này, một đôi câu đối này này, cái ông quan viên chính này là ông thầy viết chữ đây là một đôi ở bên này này. À đấy, đấy này, đối để đúc bên quan viên hộ nhà trai đến để làm thủ tục nghi lễ để xin dâu. Dạ vâng. Thế là những cái này thì về cái chữ này thì chú có hiểu là kiểu dịch ra cái tiếng phổ thông, chữ phổ thông thì chú có không dịch được. À cái này là cái bên thầy cúng là người ta mới dịch được. Mới hiểu. Vâng. Vâng. Rồi cháu cảm ơn chú nhé. Của đôi bạn trẻ ngày hôm nay đã trở thành hiện thực khi ngày nhưng tình ta vẫn son sắc mặt mà dù biển có nổi sóng phong ba nhưng tình đôi ta vẫn như thuyền với lái. Và để minh chứng cho tình yêu mình xin mời hai em hãy cùng hướng ánh mắt của mình vào nhau để cùng tay trong tay trao cho nhau kỷ vật vòng nhẫn cưới, minh chứng cho tình yêu, minh chứng cho hạnh phúc trước sự chứng kiến đông đủ của hội trường hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, xin mời cô dâu, xin mời chú rể ạ. Vâng, kính thưa các quý vị, trên nhân hình tròn không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, tượng trưng cho một tình yêu tròn trịa, bền đẹp. Trước nhân hình tròn được đeo vào ngón tay giáp út, nơi mạch máu trái tim luôn chảy xiết cũng đã khẳng định và minh chứng rằng dòng đời của anh, dòng đời của em, hai dòng đời đã hòa cùng chung là một nhịp. Kể từ ngày hôm nay, cô dâu Thu Hà chính là một nửa của chú rể Lý Viên. Vâng, xin mời hai em hãy cùng tay trong tay cắt chiếc bánh tình yêu chia ngọt sẻ bùi. Vâng, đúng là tay bưng đĩa muối chấm gừng, mà gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng chung thủy giữa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra, sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Xin được chúc mừng hai em. Lý Viên, xin mời em hãy cầm một chai rượu trong tay ở phía dưới bàn lên. Vâng, chú rể thân mến, chú rể có biết làm thế nào để có thể đón chai rượu hạnh phúc đầu tiên của mình không ạ? Vâng. Chú rể đang tò mò nhưng mà tay của chú rể đang hoạt động với những thao tác rất là nhanh chóng rồi. Vâng, xin mời chú rể ạ. Xin mời chú rể với những kinh nghiệm của mình thì xin mời chú rể hãy dùng hết sức mạnh tình yêu của mình để đền đáp chai rượu hạnh phúc đầu tiên. Vâng, xin mời chú rể dựng đứng chai rượu lên ạ. Vâng, xin mời chú rể ạ. Xin mời chú rể hãy dùng ngón tay cái đẩy nắp chai lên ạ. Vâng, một thử thách không hề đơn giản đúng không ạ? Xin mời chú rể ạ. Dựng đứng chai rượu trong tay lên chú rể. Vâng, có lẽ trung tâm tổ chức sự kiện cưới hỏi cậu ngoài cô đồng rất là nhiều kinh nghiệm đúng không ạ? Xin mời chúc mừng và xin mời hai em hãy cùng tay trong tay rót những giọt rượu được ví như những giọt nước và mật ngọt, nước
để cưới cho tình yêu thêm tươi thắm, và mật ngọt để tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao nồng thắm duyên về với nhau, cùng chung bước đến mai sau. Thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu, những giọt rượu màu hồng tượng trưng cho màu máu của trái tim. Khoảnh thứ hai này thì chú rể của chúng ta đã dày dặn những kinh nghiệm hơn rồi đúng không ạ? Chú rể của chúng ta đang thực hiện những thao tác hết sức nhanh chóng để đẩy nắp chai rượu hạnh phúc thứ hai của mình. Xin mời chú rể tiếp tục ạ. Và sau khi đẩy nắp thành công ở chai rượu hạnh phúc thứ hai của mình thì xin mời cô dâu và chú rể xin mời hai em sẽ rót xuống hai chiếc ly ở phía dưới bàn trước, và sau đó sẽ cùng tiếp tục rót lên thắp lên tình yêu. Bầu không chung và xin mời hai em hãy cùng rót xuống hai chiếc ly ở phía dưới bàn trước, và sau đó xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiếp tục rót lên thắp lên tình yêu. Và lúc này đây đôi bạn trẻ cũng thì thầm với nhau rằng: em ơi, có nhớ một hôm nào anh nắm tay em đi dưới trời hạnh phúc, dưới cái nắng quê hương rực cánh đồng, xa xa uốn lượn một dòng sông, nước trong vắt như mắt em xanh thắm, anh nhìn em trong cái nhìn sâu thẳm, thầm ước đôi ta được sống bên nhau. Và xin mời hai em hãy cùng hướng ánh mắt của mình vào nhau để cùng ra chéo tay nhau ạ. Xin mời cô dâu, xin mời chú rể ạ. Vâng, cô dâu chú rể sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, xin mời. Mời em chén rượu ra thề, tứ năng thiên lý ta về bên nhau, bên nhau dưới một mái nhà, dâu hiền dệt thảo trọn đời bên nhau. Các bạn trẻ của chúng ta đã chính thức lên duyên chồng vợ, và chương trình đại lễ phu quy mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ đã chính thức thành công tốt đẹp. Một lần nữa ekip thực hiện chương trình xin được kính chúc toàn thể các quý vị ngập tràn hạnh phúc. Đây các bạn này, em chào chị gái nhá. Thì em thấy là em để ý từ đầu giờ chiều đến giờ rồi, khi mà mỗi người là sau khi điên cỗ về á, thì em thấy là lại có một túi kiểu như là túi xôi, túi quà đem về. Thì cái phong tục này ở đây là có cái là của người đồng bào Giao Tuyển mình, là nhà nào cũng vậy hả chị? Vâng ạ, nhà nào cũng vậy, nhà nào thì nó có điều kiện đấy, nhưng mà nó làm thì cho khách mỗi người một gói để làm quà kỷ niệm. À, có nghĩa là những nhà có điều kiện thì mỗi một khách đến tham dự đám cưới, vâng khi ăn cỗ xong ra về thì sẽ có một túi một gói xôi như vậy. Chị dơ gói xôi lên cho mọi người xem một xíu. Đây các bạn này, mỗi một khách đến ăn cỗ là về sẽ có một túi xôi và một lon nước như thế này. Vâng. Thế là chị, nhà chị có gần đây không? Nhà chị cách đây khoảng 2 cây. Cách đây khoảng 2 cây số thôi ạ. Vâng ạ. Thế là cũng gọi là cùng bản làng với nhau thôi đúng không ạ? Vâng ạ. Chị cũng là người Giao Tuyển luôn ạ. Người Giao Tuyển, chị người Giao Tuyển. Dạ vâng. Hôm qua chị cũng vào đây rồi, chị làm sự kiện đám cưới thế này. Thế à? Vâng, thế em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Vâng, vâng ạ. Bây giờ thì mọi người cũng đi ăn cỗ uống rượu các thứ là đang ra về đông rồi. Đấy. Lại bây giờ cho quà lại đang từ chối à. Lại tiếp tục một cách nữa đến chơi cho quà đang từ chối, không được từ chối chị ơi. Cho quà này, bây giờ gia đình đã cho quà rồi thì không được từ chối. Cho em hỏi thăm chị một xíu. Đấy là chị hôm nay là đến tham dự đám cưới thì là mình là người cùng bản xóm với nhau thôi hay là mình là anh em gì không ạ? Mình là anh em ở xã khác ạ. Thế là mình cũng là người Giao Tuyển luôn ạ. Vâng, thế hôm nay là điên cỗ về, thế là lại được một túi xôi, một gói xôi, xôi bảy màu. Thế là ăn cỗ thì uống nhiều rượu chưa chị? Tầm vừa tầm ạ. Uống vừa tầm. Thế uống được mấy lít rồi chị? Tầm 1 ca. Một ca cơ, nửa lít. Thế uống nhiều quá tí rồi sợ không về được. Ồ, thế một ca nửa lít thì đã cảm thấy say chưa? Chị cảm thấy say cũng bình thường thôi, chưa say. Ồ, em thấy là đường gần thì vẫn uống được, nhưng mà tại đường xa xong là đường khó nữa. Vâng, đường xa khó đi cho nên là mình uống thế thôi, để còn đảm bảo trên đường về nữa đúng không ạ? Em thấy là những người phụ nữ và những người con gái ở người Giao này thì em cũng có tham dự một số những cái đám cưới rồi, em thấy là mọi người uống rượu rất là tốt. Thì đấy, cũng như là chị thì uống hẳn một ca cơ mà đúng không? Vâng, vậy thôi nhá, em cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, chúc chị đi về trên đường bình an nhá. Đây nữa các bạn ơi.
lại em chào chị nhá. Đấy, mỗi người là lại có một chút quà đem về khi đi ăn cỗ các bạn ạ. Toàn là người đồng bào Giao Tuyển thôi, mặc những cái bộ trang phục rất là đẹp. Ồ, thế cô lại có quà đem về rồi, ăn cỗ xong rồi à cô? Vâng. Thế á? Thế xong thì đem cả quà về. Đấy, cứ đi ăn cỗ là lại có quà đem về này. Thích quá nhở. Thế là cô có anh em với cả nhà cô dâu không? Có. À, cũng có anh em luôn á. Thế là nhà cô gần đây không? Xa đấy. À, cũng xa. Cách Mai Đào. À, dưới Mai Đào à? Trong Mai Đào, vâng. Vâng, vậy cảm ơn cô nhá, cô đi về đi. Cô đi đường an toàn nhá. Có hai bạn gái xinh quá, hỏi thăm tí nào. Ngại gì? Đây hai bạn ở tận đâu đi ăn cỗ thế này? Bạn của cô à, bạn của cô dâu à? À sao? Một hai bạn gái rất là xinh, thế nhưng mà lại có vẻ hơi ngại ống kính các bạn ạ. Không phải ngại em ơi. Sao phải ngại lắm gì? Để cho anh hỏi thăm một tí. À, em gái sinh năm bao nhiêu? Em 2001 ạ. 2K1 à? Vâng ạ. 2K1 ở nhà em gái ở tận đâu nhỉ? Em ở ngay trên này, cách có 2 cây thôi ạ. Cách đây 2 cây rồi à? Vâng ạ. Em có người yêu chưa? Dạ em có rồi ạ. Ôi có rồi, thế người yêu này không điền cỗ cùng à? Dạ không. Ôi phí thế. Thế này nếu không điền cỗ cùng thì nhỡ đâu mà có anh nào anh thấy xinh quá anh bắt về làm vợ thì làm sao? Dạ không sợ đâu ạ. À. Em ở gần ngay đây nếu mà bắt lâu lắm rồi ạ. À, thế em gái là người đồng bào Giao không? Có phải người Giao không? Dạ có. À cũng là người Giao Tuyển luôn à? Vâng ạ. Ừ nhưng mà anh thấy hôm nay em mặc một bộ váy rất là xinh. Với hai nữa là em phải nói là gọi là xinh hết nước chấm luôn. Nhưng mọi người quan sát đây nha. Anh nói thế em ngại quá. Ngại gì? Anh nói xinh thật mà. Anh cũng là người con trai, anh thấy một người con gái xinh như em thì anh còn ao ước á. Nói vui vậy thôi, chứ nói vậy mà chẳng may người yêu em lại có xem được video này thì thấy như thế thì về lại ghen nhau rồi lại không hay lắm đúng không? Nói vui vậy thôi. Thế là em hôm nay đi ăn cỗ thì đã có uống rượu không? Dạ không ạ. Không à? À, anh thấy có mấy chị là uống rượu khá là tốt đấy. À, vâng. Thế mà em lại không uống rượu à? Tại đường đi khó quá nên em hơi sợ. À, thế nhưng mà sao anh không thấy em có quà, không có quà về, mọi người điên cỗ về là đều có quà mà em lại không có quà? Dạ không. À, chắc là người kiểu như là người anh em có tuổi, các thứ thì mới có thôi sao nhở? Dạ không hẳn là như thế đâu ạ. À, hay là mình là thanh niên, mình ngại, mình không muốn nhận dạ, quà đúng không? Em ăn hết quà rồi anh ạ. ăn đủ phần rồi thôi, không lấy quà nữa đúng không? Rồi, anh cảm ơn em nhá. Vâng ạ. À, em đi về trên đường cẩn thận nhá. Vâng ạ. Ờ, bye em. Nó thằng bị đây là lúc muốn mày nhắn đi thêm thì chúng ta đang tầm một xa đó thì mà lần mua ở máy nhắn được nhà ơi cái tàu à cô bông này mà phát nhắn mà lần má thế nhà tin mình lần một sáng mình lần lần mà chơi nhà tin đấy mình cũng muốn lắm con năm mà chơi nhà nó bỏ thì nó má nhà nó mua rồi nhà chúng mình cầm tay à nhỉ à chẳng nhắn đi à mua tàu này kia thì mình cũng cuốn quay cái năm ngàn tiền này mà bán bò chứ tàu à không mình lấy hơn đấy. Bây giờ thì cũng đến buổi tối rồi các bạn ạ. Sau một quá trình buổi chiều Sơn quay và ghi hình tất cả trong cái buổi đám cưới của đôi cô dâu chú rể người dân tộc Giao Tuyển ấy. Thì bây giờ buổi tối rồi và vào đây thì có bắt gặp là bên họ nhà trai. Cháu chào chú nhá, chào các chú, chào mấy chị em. Chú ơi, chú cho cháu hỏi một xíu là bên nhà trai nhà mình khi sang bên nhà gái này để đón dâu và dự tiệc ở bên này ấy. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên nhà trai nhà mình là sẽ ở lại qua đêm bên này luôn phải không ạ? Đúng ạ. À, thế là buổi tối ngày hôm nay thì sẽ có những chương trình gọi là hai bên hai họ là hát giao duyên. Vâng. Hát giao duyên này thì chỉ là những người con gái hát với nhau hay là cả con trai luôn ạ? Cả con trai ạ. Cả hiện tại bây giờ chú đang ngồi đây để tí chú cũng phải hát mà gái cũng phụ dâu cũng hát phải hát ạ. À. Vâng. Thế là chú cũng là trực tiếp là chú là cũng sẽ hát giao duyên luôn đấy ạ. Vâng ạ. Thế là những cái hát cái câu hát về giao duyên này thì hát bằng tiếng người Giao mình luôn đúng không ạ? Vâng ạ. Tiếng người Giao là có thầy là thầy này cũng là bảo là hát như thế nào là nó theo cái phong tục là ngày xưa ạ. Thế là như chú là thầy của bên nhà trai. Vâng. Là chú là người thầy của bên nhà trai và trưởng. À trưởng có nghĩa là trưởng của bên nhà trai này. Đoàn trưởng. Vâng vâng ạ. À, thế là phải hát theo sự chỉ đạo của đoàn trưởng. Vâng. Đúng không ạ? Đây là hát theo chú nôm. Hát theo tiếng nôm. Dạ. Dạ vâng ạ. À, thế nào đời xưa
từ từ sâu nó dạ rồi. Đấy dạ vâng vâng. Trái mút nè. Trồng bước một. Vâng. Thế là cả cả mấy mấy chị gái kia là cũng hát luôn đúng không ạ? Vâng. Thế chị đấy mấy đứa gái này mà tí là nó là đứng lên bắt đầu nó hát. Vâng. Thế là chị đây là nếu mà theo gọi như phong tục của người Dao mình thì là gọi là phù rể hay là hay, như chú dâu. Đoạn chú là phù rể. Chú đây là phù dâu. À như như đây như là phù rể này. Vâng. Đằng này là phù dâu. À đây là phù dâu. Vâng. Thế thì bên nhà gái thì họ có người phù dâu nữa không ạ? Hay là chỉ bên nhà trai mình có đấy? Không, nhà gái à, có. Đây đây có nhà gái. À đây là nhà gái à? Vâng. Ôi thế cháu lại cứ đang nhầm lẫn một chút là cháu tưởng là cũng là người nhà trai. Thế là chị là người bên nhà gái là người phù dâu đúng không ạ? Thế là xong rồi tối nay là cũng hát giao duyên cùng với cả mấy chú mấy chị nhà trai nữa. Thế còn mấy chị bên kia là cho em hỏi xíu là đây thế à người người đội cái đen đen khăn đen là bên đây, nhà trai đây, đây là theo phụ che trang điểm rồi thế là bây giờ là có nghĩa là phù dâu này. Vâng. Chị này là phù dâu này. Vâng. Đấy còn chị hai kia là phù dâu này. Vâng. Hai bạn gái này cũng là phù dâu luôn. Vâng. Ba phù dâu và mấy phụ phù dâu ạ? À? Cô này thì theo cô này để trang điểm tí trang điểm đổ đỏ ấy. À. Rồi, à cho rồi rồi rồi. Ba phù dâu và một phụ phù dâu. Ba phụ phù dâu. Có nghĩa là chị đang đội cái khăn đen kia là sẽ phải phụ trang điểm những cái dây đỏ những cái thứ là nên đúng cho rồi, cho phù dâu đấy đúng ạ đúng ạ. À thế còn là phụ dâu đấy thì là có trách nhiệm là trang phục cho cô dâu là như vậy ạ. Thế là đây là bên nhà gái là có hiện tại bây giờ thì đang còn thiếu mất hai cô phù dâu nữa đấy. Thế là đây là có hai bạn trẻ là chưa chồng là một này đúng không? Thế còn chị là có chồng chưa? À thế là em tưởng là cái phong tục thì mình vẫn phải như đứa này là phải có chồng. Phải bắt buộc phải người có chồng. Có chồng mới làm được. Đi đón dâu. Đấy, hai đứa đấy là đi theo phụ là phải chưa có chồng. À. Thế là một người phụ chính là bắt buộc là phải là người con gái có chồng rồi. Đúng ạ, đúng ạ. Vâng ạ. Vâng, thế còn người những người phụ phù dâu thì không quan trọng là phải có chồng hay là chưa chồng. Không dùng lấy chưa lấy chồng mới dùng được. À phụ phù dâu. Vâng. Thế là như không như trong như cháu đang muốn hỏi là như cái chị đứa kia có chồng rồi. Đấy thì là phụ phù dâu đây đúng không ạ? Thì cái đấy thì không quan trọng là đi trang điểm thôi. À cái này là gọi đi trang điểm. Rồi, gọi chi tiết. Vâng, gọi là phụ của phụ rồi. Cho nên là cũng không quan trọng là phải có chồng hay là chưa chồng. Không quan trọng. Dạ vâng, quan trọng nhất là hai đứa kia là phải chưa có chồng. Đấy hai đúng rồi. À, bắt buộc là phải là hai người con gái là vẫn còn son. Ừ đấy. À, đúng rồi. Xong nhưng mà cái đứa này là phải có chồng. À ba người thì bắt một người có chồng và hai người chưa có chồng. Vâng. Dạ vâng. Chương trình là tối nay thì sẽ tầm mấy giờ là bắt đầu là sẽ hát giao duyên các chú. Thì theo bên nhà gái bây giờ là bên thầy nó đang sắp xếp mâm. À. Thì khi nào nó sắp xếp mâm được rồi thì mời lên là bắt đầu làm luôn. Có nghĩa làm suốt. Dạ vâng, thế là bây giờ là theo cái sự sắp xếp của bên họ nhà gái. Họ khi họ cúng các thứ xong rồi thì bắt đầu mời nhà trai mình lên. Thì bắt đầu khi đó là bắt đầu là lên hát giao duyên các thứ thôi. Bắt đầu là ra công trình là bắt đầu là làm suốt. Dạ vâng ạ. Làm đến sáng. Làm đến sáng luôn á. Vâng. Thế thì cũng mệt đấy nhờ. Thế đêm thì có nghỉ ăn đêm không chú? Không nghỉ đâu. Không có triền miên đến sáng luôn. Không được nghỉ đâu. Không có thời gian nghỉ đâu. Ồ thế ạ. Thế thì cũng mệt đấy. Mệt đấy. Dạ vâng. Thế là bên các chú là đã ăn cơm uống rượu gì chưa? Chưa được ăn đâu. Ô chưa được ăn á? Thế thì đoạn đấy nhà phải ăn xong thì bắt đầu mình mới ấy chứ. Nhưng mà nó chỉ ăn à. Nó mời lên mình mới được ăn. À mời lên ăn đến sau đó là bắt đầu thì vừa ăn xong là cứ là vừa ăn vừa làm. À vừa ăn vừa làm luôn ạ? Vừa ăn vừa làm luôn. Ồ hay nhở. Đúng là ăn tại chỗ mà làm tại chỗ luôn. Dạ vâng vâng. Thế thì lát nữa thì cháu sẽ ghi lại những cái hình ảnh của hai họ nhà mình hát vâng. Giao duyên với nhau ạ. Vâng. Vâng. Bây giờ thì cháu cảm ơn hai chú nhá. Cảm ơn mấy chị em nhá. Đây là quá trình bên nhà gái nó mời bên nhà trai vào để
ăn cơm tối này. Đấy, bao gồm là đại diện nhà trai, phù dâu, phù rể, phụ phù dâu, phụ phù rể. Điều đặc biệt là hai cô gái xinh nhất để được đi đầu tiên. Chứ không phải là các cụ, các bác lớn tuổi. Đó, đã phải đi theo một vòng tròn như thế này các bạn. Cái phong tục người đồng bào. Đấy, phải đi. Sau khi mà bên họ nhà gái đã làm những cái nghi lễ ở bên họ nhà gái rồi, thì sau đó là đã mời bên họ nhà trai và vào những cái thủ tục theo như cái truyền thống của người đồng bào dân tộc Giao Tuyển. Thì bây giờ mọi người đã ngồi vào mâm cơm. Sau khi mà ăn xong bữa cơm này thì mọi người sẽ ngồi để hát đối, hát giao duyên với nhau. Đây là những cái thủ tục khi mà bắt đầu vào bữa cơm các bạn. Thì như các bạn vừa xem đấy, nó có những cái thủ tục rất là hay. Trao khăn, trao tiền, rồi trao những thứ. Đó, xong rồi thì nhà trai thì ngồi bên này. Ở bên dãy bên này thì sẽ có những thầy cúng và ở bên nhà gái. Mâm ở bên này thì bao gồm là có phù dâu và phụ phù dâu sẽ ngồi ở bên này. Còn ở bên kia đấy, như các bạn vừa xem đấy, thì là các thầy cúng cũng như là đại diện cho nhà gái thì sẽ ngồi bên đó. Và đây là mâm cỗ của các phụ phù dâu sẽ ngồi đây. Mâm cỗ cũng khá là ngon.